Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Trưa nay ngày 5 tháng 10 thì em sẽ sale đồ gia dụng anh chị nha. Một số cái sản phẩm hàng gia dụng bãi Nhật đang còn ở shop em với mức giá sale dọn kho anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này. Và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đây là những cái sản phẩm còn lại trong đợt hàng vừa rồi, cho nên là em sale up dọn kho luôn. Và nếu mà anh chị muốn săn hàng mới về thì mình chờ em ha, hàng nó cũng đang sắp về tới thêm một đợt gia dụng tiếp nữa đó anh chị. Đây là một cái hộp này còn nguyên như vậy anh chị nha. Trong đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 cái dĩa ha. Năm cái dĩa này là dĩa thủy tinh đó anh chị. Dĩa này mình ăn bánh ngọt nè, hay là mình để trái cây đồ này kia, đãi khách đồ này kia rất là đẹp. Thì coi trang trí đẹp lắm. Nó bằng thủy tinh đó anh chị. Và nó sẽ kiểu như gợn sóng như vậy nè. Đó, mỏng thôi nhưng mà đẹp nha. Mẫu này thì còn nguyên hộp như vậy, chưa qua sử dụng, mình có thể mua xài hoặc là mua tặng cũng được luôn. Size của nó sẽ được có là 11 nè, nhân với lại là 13.5 ha. Mẫu này là đang bán là 400 mấy đó anh chị, và em sale là 300 cho đợt dọn kho này anh chị nha. Mình chốt giùm em mã chữ G, G1 quá, chữ gia dụng anh chị, 300 ngàn cho cái sản phẩm này ha. Mã G1 giá 300. Hôm nay thì tất cả những cái hàng này em đều có chương trình giảm giá hết, có cái ít có cái nhiều anh chị. Và mình săn sale thì mình để ý cái video này ha. Mã số là G1 giá 300 ngàn cho cái sản phẩm này. Mã G1. Rồi tiếp tục em có cái này là cái đây, nó vậy. Nó sẽ là một cái hộp bằng mica. Cái này đang sale ha. Đang bán giá là 500 mấy đó anh chị. Cái này thì mình có thể đựng bánh kẹo đồ này kia cũng được, hoặc là các dì các cô thì mình hay có những cái món đồ linh tinh, kim chỉ rồi nút đồ đó mình hay cất để dành đó, thì mình mua những cái hộp nhỏ nhỏ như vậy mình để nó cũng hay lắm. Và mình lấy ra từng hộp như vậy cũng được, nhưng mà nó chỉ có một cái nắp thôi nha. Nó có 3 ngăn 3 tầng nhưng mà nó chỉ một nắp đậy trên cái tầng cuối cùng thôi. Nó bằng mica anh chị nha, tem Nhật bên trong đây, nó bằng mica nhưng mà làm rất là đẹp ha, làm họa tiết là hoa đào. Mẫu này á thì mình có thể lấy ra hết luôn, rồi nó còn một cái khung để mình cầm như vậy, mình để cái khung đó mình đựng trái cây đồ này kia cũng được. Nói chung mình ứng dụng, tùy mình về mình ứng dụng nha anh chị ơi. Size của cái này chiều cao lên em đo hết cái phần cầm đó là được 22, cạnh của nó là được 16 17 nha. Cái này đang bán là 520 ngàn và em sale cho anh chị với giá là 400. Chốt giùm em mã số là G2 giá 400 ngàn anh chị ha. Và tất cả những cái giá shop em báo đều bao gồm phí vận chuyển rồi. Mình chỉ cần nghe cái giá này thôi, không có cần phải lăn tăn gì về phí vận chuyển hết nha anh chị. Và mình chuyển khoản giùm em 100% em đi đơn anh chị ha. Em còn hai cái bình này. Bình này thí dụ như ở nhà mình hay pha trà, pha cà phê để dành để trong tủ lạnh thì mình để cái này cũng được. Hoặc là kiểu mình đi tập thể dục thể thao một buổi sáng nhỏ nhỏ thôi, thì mình làm biếng đem thêm mấy cái bình to quá thì mình lấy cái này. Nó vừa uống một ít nước để mình giải khát thôi anh chị nha. Nó nhỏ xíu à, nó không có bự đâu. Đây, nó chỉ dung tích của nó chỉ có là 180ml thôi. Đó, rồi Made in China ha. Sản phẩm này của thương hiệu là Thermor và được sản xuất tại Trung Quốc, bán cho thị trường của Nhật, cho nên anh chị thấy tem Nhật không à. Đó, cái này là giữ lạnh nha anh chị ơi, nó giữ lạnh nha, nhỏ xíu à. Mình có thể pha cà phê mình để dành, pha một lần uống tới một ngày ha, hoặc là mình đem theo hay kia. Nói chung là gọn tiện, tùy mình ha. Rồi, đó là dung tích của nó là 108, còn cái kích thước của nó là được 17 nè, nhân với lại là 4.5. Em bán cho mình với giá là 100 ngàn một cái nha. Hình như là hôm trước là 100 rưỡi hay sao đó. Rồi 100 ngàn một bình nha. Và em có 2 bình. Mã G3 em có 2 bình nha. Mình chốt 1 hoặc 2. Giá 100 ngàn một bình nha anh chị. Hai cái y chang. Tùng là tông màu trắng đó luôn á. Này mua tặng được luôn. Mã G3 giá 100 ngàn cho một bình. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái set ly này, nó đẹp lắm mà. Giới thiệu bán có 100 ngàn. Rồi em sale cho mình set này với giá là 90 ngàn luôn. Trời ơi, mình mua đem vô công ty hay cơ quan gì mình uống cũng được đó anh chị. Nó sẽ là dạng như men muối tiêu nha, không có triện Nhật đâu anh chị nha. Nhưng mà nó đẹp như vậy nè. Mình pha một ly cà phê sữa trong một cái này, nó rất là xinh ha. Nó có một cái màu sọc màu hồng, một cái là sọc màu xanh. Hai cái nó giống nhau, chỉ có khác cái màu thôi. Size của nó là được 8.5 nhân với lại 8 ha. 90 ngàn cho set này. Mã số giùm em là G4.
G4 giá 90. Cái này nội phí ship không chắc cũng 50 ngàn quá anh chị. Nó nhiều. Tại vì mấy này là em phải quấn nhiều lắm. Rồi sau đó thì nó nặng đó. Nó cồng kềnh đó. Cho nên là phí ship nó cao lắm. Rồi tiếp tục nha. Em có cái này là của Ungaro còn hộp đây. Đây là một cái set khăn như vậy. Set này đang bán là 550 Ungaro nha. Khi mà mình bung ra nó y như vậy, nhưng mà cái hình người ta demo cho mình đó thì nó màu xanh, còn cái mình đang mua thì nó màu đỏ đô anh chị ha. Size của nó là 2m x 2m nè. Hàng rất là xịn nha, tem Nhật đầy đủ đây, hàng hiệu của Pháp nhưng mà người ta bán cho Nhật cho nên là tem tiếng Nhật anh chị ha. Rồi và thực tế của cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu nó như vậy nha, chứ nó không có quá dày. Mình làm chăn hè hoặc là mình trải giường, trải sofa hay là mình decor trang trí gì cũng được. Nói chung nó ứng dụng rất là cao. Hoặc nếu mà anh chị mình mang theo trên xe, trên ô tô á, thì nó sẽ nhẹ gọn ở cái kiểu là nó mỏng, nó không dày quá. Khi mình xếp gọn mình cất lại nó cũng rất là gọn anh chị nha. Nhưng mà khi bung ra thì kích thước nó tới 2m x 2m, nó to ha. Rồi mẫu này đang bán 550 và sale cho anh chị với giá là 480 ngàn ha. 480, mã số là G5. G5 giá 480 cho cái set của Ungaro. Rồi tiếp tục. Em có cái này. Set này là cái gì đây? Của Fashionable Wood. Đây là 1 2 3 4 5. 5 cái vỏ gối ngồi anh chị, ở bên Nhật á thì người ta lạnh mà, người ta hay ngồi dưới sàn nhà đó, thì người ta sẽ có những cái mẫu gối như vậy. Gối này vuông to để người ta ngồi anh chị. Thí dụ như mình không có xài ngồi đi, mình về mình mua gòn mình trần vô, mình có thể làm gối tựa, gối này kia, hoặc là mình lấy cái họa tiết nè. Cái vải này đẹp lắm, tông màu đỏ đô phối với lại hoa màu tím, nó rất là đẹp nha. Còn cái size thực tế của cái này hiện tại nó là 55 nhân với 59. Thật ra nó cũng to như kiểu cái gối nằm của mình luôn rồi đó. Mình về mình dồn gòn vô rồi cái mình xài như gối nằm cũng được. Cái này là hàng chưa qua sử dụng nha, anh chị yên tâm ha. Nó trong đây thì nó có tới 1 2 3 4 5 cái. 5 cái này em đang bán 450 nè và sale cho anh chị với giá là 380 ngàn ha. 5 cái này còn nguyên hộp luôn. Mình về mình lấy được rất là nhiều phụ kiện nếu mà mình lấy phụ kiện để mình may lại đó. Còn không thì mình cứ giày rồi mua gòn bỏ vô thôi. Gòn ở trên Shopee người ta bán rẻ lắm anh chị. Hôm trước em mới mua thử đó thì người ta gửi lại cho mình. Mình mua tầm 2kg thôi là anh chị mình dồn được rất là nhiều gói luôn. Nó nhẹ đó cho nên là mình đem nhìn xài rất là rẻ ha. Mã G6 giá là 380 ngàn. Mã G6 giá 380 cho cái sản phẩm này nha. Rồi tiếp tục đi. Có còn khoảng 30-40 mã hàng gì thôi và em sale nhanh cho cái video này nha. Em có một cái nồi này của Zojirushi, đây là cái nồi men đang bán là 1,1 triệu nè, còn hộp nha. Mấy cái nồi men của shop em bán đó anh chị thì đa số là chưa có qua sử dụng nha. Toàn bộ là còn hộp hết như vậy, chưa qua sử dụng chứ không phải là kiểu lau chùi rửa lại rồi bán, không phải cái kiểu đó nha anh chị nha. Cho nên là nhiều khi anh chị mình sẽ so sánh giá là nó hơi cao hơn so với một số cái shop khác mà nó không có cái hộp. Thì hàng hoàn toàn nó khác nhau anh chị ha. Tùy mình, nếu mà mình muốn mua tặng hay là mình muốn mua xài hàng mới luôn, chưa có ai xài thì mình có thể lấy mấy cái này. Cái nào nó cũng đẹp hết. Quan trọng là khi mình mua nồi men á, là mình lưu ý là bên trong hoặc là bên ngoài gì đó, nó chưa có những cái dấu vết mà kiểu nó bị một lỗ gì đó ha, một lỗ mà mình thấy cái kim loại bên trong đi, thì mình xài nó rất là mau bị hư và kể cả nó cũng không an toàn cho sức khỏe của mình nữa. Còn những cái này thì nó mới ken, chưa qua sử dụng, hoa rất là đẹp luôn, tem bát đầy đủ, còn hộp đầy đủ, mình mua tặng là quá ok. Và kể cả đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nữa đó, nếu mà tặng tân gia đồ này kia là quá đẹp anh chị ha. Rồi mấy nồi này thì xài được bếp từ nha, Day of Flower nè, hoa tưng bừng luôn. Trên đây là cái hoa người ta dập chữ Zojirushi, này là hàng cái hiệu của nó đó anh chị, kèm cho mình một cái giá để mình múc ha. Size của cái nồi này đó, trong đây người ta có ghi này. Ủa không có ghi. Ghi quá trời chữ luôn mà không có ghi cái cần ghi ha. Rồi size miệng đây, size miệng em đo được đó là được 19 nha. Nhưng mà cái bụng nó to hơn đó. Và cái nắp đẹp ghê anh chị nha. Rồi chiều cao lên của cái này thì nó sẽ được là 11 cm. Cái này em sale cho mình với giá là 1 triệu tròn anh chị ha. Đang bán là 1,1 triệu. 1 triệu tròn cho cái nồi này. Chốt giùm em mã G7 nha. G7 giá 1 triệu. Đây là nồi men xịn VIP của thương hiệu của Zojirushi, là cái con voi á anh chị. Này
cái logo của nó là cái hình con voi này nè. Rồi 1 triệu mã số là G7 nha. Nồi men thì em đợt này nó còn một hai cái gì thôi anh chị, không có nhiều. Chứ còn là có một số đợt thì em về được nhiều nồi men, nhưng mà đợt này thì ít nha, không có nhiều. Rồi tiếp tục em có còn một cái nồi này ghi chữ là Honeyware. Honeyware này cái hộp nó hơi xấu một chút, nhưng mà sản phẩm bên trong vẫn rất đẹp, chưa qua sử dụng. Cái này đang bán 900. Cái nắp này là nắp thủy tinh đó anh chị ơi, cái kia là nắp men luôn, còn cái này là nắp thủy tinh nha. Rồi dung tích của nó là 2,9 lít nè, và đường kính là được 20 cm ha. Họa tiết hoa văn của nó như vậy, hoa văn là hoa văn hình trái dâu đây, hoa văn trái dâu nha. Ở dưới ghi chữ là Fuji Made in Japan ha, hàng rất là đẹp nha. Một số cái vách này không phải là nó bị hư nha anh chị, tức là mình cọ cọ vô trong cái hộp á, nhẹ nhàng tình cảm thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến mình xài đâu ha. Quai của nó như vậy. Rồi mẫu này thì kích thước người ta đã ghi ở trên thông số rồi, tặng kèm cho mình một cái vá mút luôn. Cái này đang bán 900 và sale cho anh chị mã số của nó là G8, giá là 800 ngàn ha. G8 giá 800. Mấy cái hàng này rất là nặng, và cái nếu mà sale thì em cũng chỉ sale một ít cho vui thôi, chứ không có sale nhiều anh chị. G8 giá 800 ngàn. Mình mua về đã nặng rồi, tiền mua rồi, tiền phí vận chuyển rồi, xong em miễn ship nữa, cho nên là mình yêu cầu cái giá nó mềm hơn nữa thì không thể anh chị ha. Rồi em còn một cái bình này là của Thermos nha, bình này to. Thermos này nữ xài anh chị nha. Bình này là dung tích của nó tới 1 lít lận. Dung tích này là tới 1 lít nè, mã số là FFF-1001F. Hàng này thì được Made in Malaysia ha, sản xuất tại Malaysia. Mẫu này thì nó chỉ giữ lạnh thôi, không có lưỡng tính nha. Bên ngoài là một cái để mình cầm nè, đó. Rồi bên trong cái bình nó màu hồng như vậy, cái này mình mua tặng được, thấy nó rất là mới. Hàng của Thermos nè, dập đây, tông màu hồng rất là xinh. Mình uống trực tiếp ngay chỗ này được luôn nè. Đó, mình uống trực tiếp bằng chỗ này nha. Rồi, hoặc là mình mở ra như vậy để mình bỏ đá hay là bỏ nước vô thì mình mở ra như vậy. Đó, bên trong nó như vậy ha. Bình này là dung tích 1 lít, còn cái kích thước cụ thể của nó thì chiều cao lên của nó là được 28 nè, đáy là được 8 cm nha anh chị ơi. Còn hộp luôn mình mua tặng được nha. Mẫu này thì chưa có ai sử dụng đâu, mình hoàn toàn mua tặng được. Còn sổ, còn thẻ bên trong như vậy đây nè. Nó có rất là nhiều thứ bên trong, hay mua tặng là thoải mái vô tư luôn á. Đang bán là 650 nha, và bà sale cho anh chị với giá là 550 ngàn, 550 nha. Mã số là G9, giá là 550 cho cái sản phẩm này. Mã G9 giùm em, giá 550 nha anh chị ơi. G9 giá 550. Tiếp tục, cái hộp này cái gì mà nó nặng dữ vậy đây, hộp gỗ nha. À, bên trong đây là có hai cái dĩa nè, hai cái dĩa to lắm. Cái này tết đồ này kia là mình kiểu mình bày chặt gà hay là gỏi đồ này kia, mình để mấy cái dĩa này rất là đẹp, và kể cả nó rộng rãi thoải mái anh chị. Nó sẽ là dạng men mộc nha, nó không có triện trên sản phẩm đâu, nguyên cái sản phẩm không có triện, nhưng mà nó có cái tem Nhật như vậy. Rồi trong đây á, thì nó có hai cái dĩa nha, một cái là sọc như vậy nè, và một cái là cái màu nó như vậy đó anh chị. Đó, hai cái nha, một hộp hai cái, có hai cái dĩa vậy thôi, nhưng mà người ta làm cái hộp gỗ thôi là thấy xứng đáng rồi. Size nó là được 33 nhân với lại là 17 nha. Set này em bán cho mình 200, chốt giùm em mã số của nó là G10, giá là 200 ngàn. Này phí ship chắc cỡ 50-60 ngàn quá. G10 giá 200 cho cái sản phẩm này. Đó, G10 nha anh chị, giá 200 ngàn. Rồi tiếp tục, tiếp tục là em có cái bộ này là của Arita, hình như là cái bộ ấm trà đó anh chị. Bộ này là em không có nhớ là em còn luôn, mới ngồi soạn soạn ra mới nhớ là mình còn một cái bộ này rất đẹp nha. Bộ này là của Arita, một trong năm cái thương hiệu gốm sứ mà VIP của Nhật Bản đó anh chị nha. Rồi bên trong đây thì mình sẽ có một cái bộ ấm trà rất đẹp luôn, 10 cái chén ha, và một cái ấm đây. Cái ấm đó thì mình về mình gắn cái quai vô giùm em nha. Men rất là đẹp, cái màu men của nó là cái màu xanh nhạt nhạt, nhìn rất là mát mắt ha, và nó thanh lịch đó anh chị. Những cái hoa này nè, những cái hoa chỗ mình thấy cái hoa này thì khác nha, còn hoa này khi mình để nước trà vô á thì nó sẽ đổi qua cái màu trà, nó rất là đẹp nha. Rồi cái lọc trà thì nằm ở đây,
Hàng này chưa có qua sử dụng nha. Hàng này là gốm Arita của Nhật. Và cái bộ này to là tại vì nó tới 10 cái chung trà lận. Cái chuyện Nhật nằm ở đây ha. Mình để cái này vô. Rất là xinh luôn nha. Rồi, đẹp lắm. Bộ này rất là sang. Chị cô nào hoặc là chú nào, anh nào mà mình thích kiểu nhẹ nhàng, kiểu thanh lịch đó thì mình lấy cái này. Còn mình thích cái sắc màu nó bật lên á thì mình sẽ chọn những cái mẫu khác. Nhưng mà đợt này là em chỉ còn có bộ này hay gì đó thôi á. Hình như còn một bộ nữa thôi hả? Chứ còn nếu mà mình muốn chưa thích mấy này thì mình đợi những đợt sau ha. Size ngang miệng của cái ấm là được 8 nè, chiều cao lên là được 8 nha. Còn cái chén trà này không có nắp nha, cũng không có cái đế luôn. Và dưới đáy người ta dập chuyện đây. Nó cũng y như vậy, khi mình để nước trà vô thì những cái hoa này nó sẽ đổi màu qua màu trà ha. Rồi, đẹp lắm. Size ngang của nó là được 8 nè, chiều cao lên là được 6. Bộ này em đang bán với giá là 2 triệu 3 và nó của đợt trước rồi. Cho nên em sale nhanh cho mình với giá là 2 triệu 100 ngàn anh chị nhé. 2100. Một bộ trà của Arita, một cái chung nhỏ nhỏ này thôi anh chị, lên eBay mình xem nó đã bán là cả triệu mấy, 2 triệu rồi đó anh chị. Và bộ này là mới nha, chưa qua sử dụng nha, mình tặng được á. Rồi, G11 giá 2 triệu mốt cho cái bộ này. Bộ này là bộ to. Thường thường mấy cái bộ mà 5 cái chén trà thì giá nó tầm triệu 6, triệu 7 anh chị. Còn bộ này là bộ 10 chén trà ha. Giá nó nhỉnh hơn chút nhưng mà mình được cái là ví dụ khách đông thì mình cũng không cần phải đổi cái bộ khác, mình lấy nguyên bộ này ra mình đãi khách luôn. Rồi, tiếp tục em có cái này. Cái này còn hộp như vậy nha. Còn hộp đây, bên trong đây là một cái mâm. Mâm tròn. Thí dụ như mình mua mấy cái bộ trà như như nãy đó anh chị. Đó, thì mình có thể mua thêm mấy cái mâm tròn như vậy để mình để lên ha. Thường những cái bộ trà châu Âu á thì nó sẽ có cái dĩa bên dưới cái tách có quai đó thì kiểu phong cách châu Âu. Còn những cái kiểu phong cách của Nhật như cái bộ Arita lúc nãy đó thì nó sẽ là không có cái dĩa để bên dưới nhiều. Thì mình sẽ úp vô trong mấy cái mâm như vậy rất là đẹp luôn. Và đây là cái mâm gỗ nha, mâm gỗ thật, gỗ thịt đó anh chị, mà người ta khắc bên trong như vậy. Mâm gỗ thật nó cực kỳ là dày luôn. Đó, không có chuyện Nhật nha, nhưng mà nó sẽ có cái tem Nhật như vậy ha. Mà mình nhìn cái thì mình thấy phong cách Nhật Bản liền rồi. Dày ha, nhưng mà không quá to, nhỏ nhỏ gọn gọn để trên bàn sofa là vừa luôn đó. Size là 30 nè, nhân 4 nha. Cái này bán cho anh chị với giá là 390 ngàn. 390, mã số là G12. Mã G12 giá là 390 ngàn nha anh chị ơi. Mã G12 giá 390 cho cái mâm này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục này gì? Cái này nhớ không lầm là bức tranh. Đúng rồi, cái này là bức tranh gốm nha. Cái này đang bán là 500. Bức tranh gốm này nó rất là mới, chưa qua sử dụng, mình về mình lấy cái khung cũng được. Nhưng mà riêng cái tranh gốm, gốm sứ như vậy thì nó sẽ là dạng cũng khá là độc lạ nha anh chị. Cái chuyện tem nó nằm ở đây. Đây là khung cảnh đơn sắc của một cái thành phố ha, cái khung đẹp lắm. Đó, nhưng mà không có cái khung kính nha, không có mặt kính đâu. Rồi, bên sau nó còn mới như vậy đây. Mẫu này thì mình có thể treo ở cái đường đi cầu thang rồi đó, nhìn nó cũng hay hay đó anh chị. Size của nó là được 33 nhân với lại là 28. Cái này là đang bán 500 và sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 400 ngàn. Mã số là G13. G13 nha, giá 400 cho cái sản phẩm này. Cái này cái khung này mới lắm. Mình mua về mình đổi cho cái hình khác cũng đẹp, nhưng mà riêng em thấy thì cái hình này nó cũng rất là đặc sắc, mình để luôn xài cũng ok. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục là em có cái này. Cái này là cái gì đây nè? Này chắc xét muỗng quá. Chắc xét muỗng nỉa quá. Ừ. Bộ này đang bán 700 ha, cái hộp của nó hơi xấu nha. Bộ này là stainless steel 18 gạch 10, tức là nó an toàn cho sức khỏe của mình nha. Hàng hiệu nha anh chị ơi. Hàng của Nhật. Bộ này em nhớ không lầm là nó bị thiếu á. Nó thiếu nỉa nha, nó thiếu một cái nỉa anh chị, nó chỉ còn có bốn cái nỉa thôi. Hiệu của nó là hiệu là Yumi Katsura, hàng hiệu của Nhật, bằng thép không gỉ, cầm nó dày mo luôn. Còn là bốn cái nỉa nè, năm cái dao, năm cái muỗng, hai ba bốn, năm cái muỗng nhỏ và năm cái nỉa nhỏ nha, thiếu một cái nỉa lớn anh chị nha. Và em không có cái khác để kèm vô cho nên là em bán như vậy luôn. Bộ này rất là xịn nha anh chị ơi, hàng hiệu của Nhật ha. Và cái hộp của nó luôn, tức là cái logo, cái nơ thì nó sẽ có cái nơ ngay đây. Rồi bộ này đang bán 700 và sale nhanh gọn cho anh chị với giá là 550 nha. 550 là tại vì nó thiếu cái nỉa đó anh chị. Chứ bình thường mấy bộ như vậy là giá phải trên 800 ha. G14 giá là 550 ngàn, thiếu một cái nỉa lớn nha. Và không có cái khác để bù vô.
Rồi tiếp tục em có cái này. Này gì mà xẹp lép gì đây? Ôi ôi nó đẹp nha. Bộ này đang bán là 680 ngàn đây. Bộ này là mạ bạc đó anh chị. Mạ bạc thì khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mạ bạc thì mình phải chấp nhận cái điều này. Ví dụ như cái tay mình đụng vô đây nè, thì nó sẽ mai mốt nó sẽ ra cái màu nó như vậy, kiểu nó bị oxy hóa đó anh chị. Ví dụ như cái này đây, mình không tránh khỏi nha. Và khi mà anh chị mang về mình xài nó cũng như vậy luôn. Cái màu nó không phải đen thùi lùi thấy ghê đâu, mà là kiểu như nó sẽ ra những cái màu bảy sắc cầu vồng ánh ánh lên, tùy theo môi trường, tùy theo cái mồ hôi tay của mình mà nó ra cái màu nó khác nhau nữa. Đây là chất liệu nó là stainless steel và mạ bên ngoài cái lớp bạc nha. Và chỗ này là dạng như là gốm á, gốm hay nhựa vậy đó, nhưng mà nó làm đẹp cực kỳ luôn, nhìn nó rất là nhẹ nhàng thơ thơ nha. Đó, bộ này á, thì gồm có là một cái để mình cắt bánh hay quét bơ gì nè, rồi 1 2 3 4 5 5 cái muỗng kiểu này và 5 cái muỗng kiểu có răng cưa như vậy nha, dạng muỗng nhỏ để mình pha trà, pha cà phê, ăn bánh ngọt thôi. Rồi 5 cái muỗng theo kiểu này nữa, đó, kiểu như cái xúc như vậy nè. Rồi 5 cái nĩa, nĩa này cũng ăn bánh ngọt hoặc là ăn trái cây nha anh chị nha. Bộ này đang bán là 680 và sale cho anh chị với giá là 580 ngàn. Mã G15 580 nha. G15 giá là 580 ngàn cho cái set này. Cái hộp của nó là cái hộp giấy nha anh chị ha. Hộp giấy. Rồi tiếp tục, em có một cái này là của Polo Club. Polo Club này cái hộp nó hơi bị rách nha. Bên trong đây là một cái áo choàng tắm anh chị. Sau khi mình tắm xong, thay vì mình choàng cái này thì nó sẽ thoải mái cho mình ha, và nó đợi nó khô. Khăn này cũng thấm hút nè, cái này đang bán là 580, hàng của Polo. Mẫu này thì cái tông màu này nam nữ đều xài được hết, mình mua xài gia đình, mua tặng cho người thân cũng được luôn. Áo này thì dễ xài, nó rộng anh chị. Đó, mình khoác vô xong mình có sợi dây đó mình cột, cái kiểu giống như là trong mấy cái khách sạn á, hoặc là trong mấy cái homestay đồ đó người ta có ha. Đó, cái chất của nó là giống như chất khăn vậy đó, có túi nữa nè. Và mình có sợi dây nha, sợi dây kèm theo để mình cột chính giữa nha. Rồi bộ này đang bán 580 và sale nhanh gọn cho anh chị với giá là 420 ngàn. Mã số là G16. Mã G16 cho cái áo tròn tắm này ha. Áo tròn tắm này có một cái thôi. Và cái này là tông màu đậm. Hôm trước em có được cái của YSL màu trắng hay sao mà hết rồi. Này G16 nha, giá 420, giá siêu sale dọn kho đó anh chị. Khăn đồ này kia thì anh chị chờ em ha, nó cũng sắp về thêm đợt mới chung với đợt gia dụng á. Hàng này thì nó theo đợt chứ không phải là lúc nào em cũng có hết. Và thí dụ như là những cái bữa em khuyến mãi như vậy, sale như vậy là còn một ít hàng của những đợt trước em gom lại em sale, rồi sau đó là em lên hàng mới đó anh chị. Rồi em có cái hộp này là trong đây có 1 2 3 4 5 cái dĩa thủy tinh, mà mấy dĩa này đẹp lắm. Set này đang bán là 550 nha. Nó đẹp, cái dĩa thủy tinh làm rất là đặc sắc nha anh chị ơi. Đó, nhiều khi mình muốn đẹp đẹp lạ lạ trên cái bàn của mình á, mình ra siêu thị mình mua không có đâu. Mẫu này thì nó không có hiệu, không có triện gì hết trơn á, nó chỉ vậy thôi. Và điều đặc sắc là người ta làm khứa khứa như vậy thì khi ở trên mình nhìn xuống mình như thấy như pha lê ha. Nhưng mà theo em thấy thì cái này sẽ thủy tinh thôi, không phải pha lê đâu. Chén này mình có thể đựng dụ kim chi, dưa, muối hay là đựng trái cây, đựng chè, một cái chén chè lưng lưng nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi phối với mấy cái bộ muỗng mà họa tiết hoa đồ này kia nãy đó, là nhìn nó rất là hay ha. Size của nó là 12.5 nhân với lại 4. Bộ này sale cho anh chị với giá là 420 ngàn. Mã số là G17 nha. 420. G17 giá 420 ngàn. Khăn trải bàn hồi tối anh chị thì em hết rồi, video hồi tối là em hết rồi, em cũng còn một ít nữa. Thì để sau video này kịp thì em lên video nha. Tối nay thì có thể là em lên túi á, hoặc là nếu túi không kịp thì em lên tiếp đồ decor anh chị ha. Túi tại vì em mới về không biết là có khui kịp không. Nhiều hàng trong tuần này lắm. Còn mắt kính thì chưa về, mắt kính em hết rồi. Mắt kính thì chắc tầm khoảng cỡ thứ 5 mới có. Rồi tiếp tục nha. Em có cái set này. Set này màu hồng, set này thì nó hơi thiếu đồ quá anh chị. Set này thì nó có còn có 1 2 3 4 cái nĩa nhỏ nhỏ như vậy thôi để mình ăn bánh ngọt đồ này kia thôi. Nhưng mà hàng của nó là hàng hiệu ha, và nó có khắc như vậy nè. Còn 4 cái nĩa thôi, bán cho anh chị 90 ngàn miếng hộp này. Mã số là G18. Mã G18 nha, giá 90k cho cái sản phẩm này. G18 nha, 90 ngàn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cái hộp này cái tác hiệu nữa đây. Hộp này thì của Yumi Katsura luôn.
Yumikatsura nãy mình cũng có gặp một bộ đó mà nó hình cái nơ đó. Cái này là hình cái bông hồng, trên đây khắc bông hồng. Đây là set 5 cái muỗng anh chị. Set 5 cái muỗng này để mình khuấy cà phê hay là mình ăn chè đồ này kia thôi. Ủa 6 cái muỗng chứ, set này là 6 cái muỗng nha, hàng Nhật á, và hiệu này là hiệu của Nhật. Sale cho mình 220, mã số là G19. G19 giá là 220.000 cho cái set này nha. Mã G19 giá 220. Rồi tiếp tục cái này cái gì đây này. Cái này là một cái rổ nha, một cái dĩa như kiểu cái rổ vậy đó anh chị. Mẫu này thì đó nó như vậy nè. Đẹp lắm. Mình để trên bàn hay mình để trái cây hay là mình để một ít bánh kẹo trên đây nhìn nó rất là hay luôn. Kiểu nó như kiểu như là kim loại rồi người ta sơn lên đó anh chị. Tem Nhật đồ đây, đầy đủ ha. Kích thước của cái rổ này, cái dĩa này thì được là 19, sale cho anh chị 200. Mã của nó là G20. Còn nguyên hộp tất cả nha anh chị. Cái nào mà vỡ hộp hay gì này kia là em báo, nhưng mà những cái hàng này thì còn hộp như vậy luôn, hàng mới chưa qua sử dụng đâu. G20 giá 200.000 cho cái hộp này. G20 giá 200. Em có cái tủ nè, tủ này là hàng mới về đó. Hồi tối em có chụp hình nè. Cái tủ này còn hộp nha. Cái này là cái tủ dành cho các chị các cô mình để ở đầu giường đồ này kia anh chị ha. Tủ hai ngăn, tủ gỗ nha. Còn hộp chưa qua sử dụng đâu. Đấy cái hộp nó đây. Rồi cái tủ nó bằng gỗ dạng như gỗ thịt luôn á. Đó. Cái này thì mình lau chùi hết, nó đang bị kiểu 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 oxy hóa rồi. Hai cái ngăn của nó đây. Tủ này mình để đầu giường hoặc là để trên bàn phấn đồ này kia, hoặc là để trên bàn làm việc mình để mấy cái đồ linh tinh của mình cũng được luôn. Tủ này đựng được nhiều lắm. Cái bề rộng của nó vô, cái bề vô từ ngoài tường đi vô là 22 nè, bề ngang là được 30, chiều cao này là được 17 cm nha. Rất là mới nha anh chị nha. Tủ này để coi giá bao nhiêu. Này hôm qua nó em có chụp hình sơ trên Zalo đó. Hàng về nhiều anh chị, nhiều khi em không có thời gian chụp hình hết á. Đây, cái này giá là 550 thôi anh chị ơi, cho nguyên cái tủ gỗ này 550, mã số là G21. G21 nè, giá là 550.000 cho cái tủ này nha, mã G21. Giá 550 đó anh chị. G21 nè, giá là 550.000. Tủ này là mới nha, chứ không phải là hàng si nha, hàng này chưa có qua sử dụng. Tủ gỗ. Nhiều khi em thấy ngoài siêu thị là người ta bán mấy cái gỗ này cũng mắc lắm. Rồi tiếp tục nha. Em có một cái này. Cái hộp như vậy, trong đây là một cái hộp luôn, cái này đang bán 450 ha. Cái hộp này là 3 ngăn ha. Nó giống cái nãy vậy đó, nhưng mà nó có cái họa tiết là hình cái quạt nó có 3 ngăn như vậy mà chỉ có một cái nắp như vậy thôi nha anh chị ơi. Nè, nó như vậy nè. Rồi, mình để đồ linh tinh, đồ ăn đồ này kia cũng được, hay đồ linh tinh cá nhân đồ kia cũng được. Này thì to ha. Cái cạnh của nó là tới 19 lần. Rồi mẫu này em sale nhanh, rất là nhanh cho anh chị với giá là 380.000 cho set này. Chốt giùm em mã số là G22. G22 giá là 380.000. Còn hộp nha. Cái này là bằng mica. Tới Nhật thì mình hay gặp đồ gỗ với đồ mica anh chị. Họ hay sử dụng cái chất liệu này. Rồi tiếp tục. Em có cái set này, một hộp là cái gì đây nè. Made in Japan, nhập ngay đây nha. Ở trong đây là cái ly thủy tinh đó anh chị. 5 cái ly thủy tinh và 5 cái đế như vậy để mình để mình uống trà ha. Cái này mình mua mấy cái bình pha trà đó rồi mình để cái này trang trí cũng đẹp lắm, bằng thủy tinh nha. Set này bằng thủy tinh chứ không phải bằng pha lê đâu. Đợt này chưa thấy đồ pha lê anh chị ha. Đợt sau nếu có pha lê anh chị săn pha lê. Thường pha lê thì giá nó cao lắm. Ví dụ như một cái bình hoa nhiều khi mình với mua với 1 triệu mấy, 2 triệu này kia là bình thường đó. Còn đồ thủy tinh nó rẻ hơn, nó thường thức hơn. Size là 7.5 nhân với lại là 6 cm, bằng thủy tinh rất là đẹp nha. 5 cái ly như vậy luôn. Bộ này em đang bán là 580 nè, và sale nhanh rất nhanh cho anh chị với giá là 450.000. Sale dọn kho đó anh chị, 450 nha. Mã số là G23. G23 nha. Giá 450 cho cái set này, mã G23. 450.000. Rồi tiếp tục. Cái set này cái hộp nó hơi xấu một chút nha. Hộp này nó hơi xấu nè.
Rồi bên trong thì nó là sản phẩm như vậy, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha, 6 set như vậy. Rồi một bộ này có 6 set thì đang bán là 800, nó rất là đẹp. Nó bằng gốm sứ đó anh chị, nhưng mà nó lại không có cái triện nha, không có triện Nhật, không có hiệu. Nhưng mà nó đẹp cực kỳ, màu trắng nữa, mình dễ phối lắm. Cái này mình mua mấy cái khăn trải bàn mà có hoa văn này kia thì mình để mấy cái bộ trắng này lên cho nó bật cái họa tiết của cái hoa lên rất là đẹp nha. Và cái kiểu này nó đẹp cực kỳ nha anh chị nha. Mình uống trà cũng quá ok, uống trà nè, hoặc là uống cà phê. Đó, dạng cà phê nóng, cà phê sữa rồi ha. Đẹp quá trời luôn, rất là sang luôn ha. Rồi để em đo kích thước. Không có hiệu nhưng mà mình cầm cái gốm sứ là mình thấy cái độ hoàn thiện nó cũng rất là cao, chứ không phải mà liệu ịu mà kiểu hạt đồ này kia bị cái hột hột rồi chị, người ta làm bứt rượt nha. Đẹp nha. Size của nó là được 11 à 10.5, chiều cao lên là được 5.5, cái kiểu nó rất là sang. Như vậy. Rồi, bộ này em sale cho mình với giá là 700 nha anh chị ơi. Chốt giùm em mã số là G24, giá 700 ngàn cho một bộ này, tức là nó gồm tới 6 set như vậy đó anh chị. Rất là hời ha. Mình để trên bàn Tết đồ này kia là một bộ 6 như vậy nó quá đẹp luôn và giá siêu rẻ luôn. Em bán giá này thôi, ví dụ như anh chị không chốt bộ này thì em sẽ đem về cho ở quê luôn. Đẹp lắm. Cái này các mẹ các cô đều rất là thích nè. G24 giá là 700 ngàn cho cái set này nha, mã G24. Tiếp theo là em sẽ có cái set này. Cái này thì cái hộp nó hơi cũ nha, cái hộp giấy thì nó hơi liều ịu như vậy nè. Rồi bên trong đây thì em sẽ có bốn cái chén kiểu này nha, bốn cái chén dạng men mộc mà men rạng luôn đó anh chị. Nó không có triện Nhật nha, nó chỉ có cái tem Nhật như vậy thôi, không có triện Nhật cho cái chén này. Size của nó là được 10.5, chiều cao lên là được 5.5, tức là cái size này cũng chuyển dạng như là size chén ăn cơm cũng ok, hoặc đựng kim chi, cà muối đồ này kia cũng được, rất là đẹp nha. Men mộc và men rạng nha anh chị nha. Màu nó như kiểu muối tiêu vậy, tông màu xanh đất ha. Rồi, set này em bán cho mình với giá là 200. Mã G55, giá 200 ngàn, cái hộp thì coi như là như có như không nha, cái hộp nó bung luôn rồi. Nhưng mà em vẫn gắng cố gắng để xếp lại cái hộp này cho anh chị ha. Rồi tiếp tục, là em có cái này, mẫu này nó mới về nên anh chị, nó là một cái nồi nha. Nồi này bằng stainless steel 18-8 nha. Cái họa tiết của nó như vậy đây. Hôm trước em có còn một cái nữa đó anh chị. Nồi này thì nó dạng nhỏ nhỏ như vậy nè, buổi sáng nhá. Phong cách châu Âu thì người ta hay kiểu nấu súp hay là nấu những cái loại sữa đồ này kia ở trong cái nồi như vậy, ta để trên cái mâm bàn ăn sáng luôn, hoặc là nấu mấy cái nồi súp, nồi cháo gì đó bỏ lên trên bàn luôn như vậy. Nó sẽ có bao gồm cho mình một cái muôi ha, cái mút ha, đã mà mình nó có cái lỗ như vậy để mình gắn này vô luôn. Đẹp cực kỳ nha anh chị nha. Chất liệu của nó bằng thép không gỉ ha, đây ghi chữ là stainless steel made in Japan dưới đáy nè. Cái này là kiểu cái bọc thôi, cái bọc nó ố ố vô thôi chứ không phải là xài rồi đâu. Cái này chưa qua sử dụng mà người ta khắc cực kỳ là đẹp. Cái này quá trời xuất sắc luôn, đẹp lắm và dày nha anh chị nha. Mẫu này thì còn hộp luôn, để em đo kích thước coi người ta có ghi kích thước dung tích gì trên đây không. Không có ghi gì hết trơn, không có ghi, để em đo nha. Size của nó sẽ được là 15 này, chiều cao lên nó là được 7.5 ha anh chị. Kèm cho mình một cái vá mút của nó luôn ha, tức là nó nguyên bản của nó như vậy luôn. Bán cho anh chị set này với giá là 550, 550 nha, mã số là G26. G26 giá là 550 cho cái set này nha. Mã G26 giá là 550 ngàn. Mấy cái hàng rất là đẹp ha, độc lạ mới. G56. Rồi em có cái bộ này nè, cái bộ này hôm trước á, thì em không có thấy cái vá và bữa nay em phát hiện ra nó lạc tỏi đây nè. Đây. Nó cũng giống như vậy đó anh chị, phong cách nó giống như vậy đó. Có còn kèm theo cho mình cái giá nữa nè nha, giá mút á. Rồi cái hộp thì nó hơi xấu một chút nha. Curry pot nè. Cái size của nó cũng tựa tựa như cái nãy, nhưng mà cái này không có mới bằng. Cái này không có mới bằng, bán sale cho anh chị luôn nè. Nay mình về mình lau chùi lại giùm em. Đó, nó không cũng không có khắc cái vòng hoa trên đây mà nó chỉ khắc ở hai bên này thôi, hai bên cái cầm như vậy thôi ha. Rồi bên dưới nó cũng là 18-8, ba con chim cánh cụt là cái hiệu đó. Mẫu này thì kích thước của nó sẽ là
Bề ngang của nó sẽ được là 16.5, chiều cao lên là 8 nha. Có kèm cho mình cái giá luôn anh chị nha. Rồi, bộ này em bán cho mình mã số là G27, giá là 390.000. Mã G27 nha, giá 390 cho cái set này nha. Set này thì nó cũng dạng như chưa có sử dụng đâu, nhưng mà kiểu để lâu á nó hơi hơi ố ố chút xíu, mình về lau chùi rửa đồ lại là ok, rẻ hơn cái kia một chút ha. Có kèm cho mình cái giá luôn nha. Rồi, tiếp tục em có cái set này là tem Nhật, đây hàng của là Kokoro Okometa gì Aino, trời ơi quá trời cái tên này. Ở trong đây là một cái bộ ha, bộ này gồm có 1 2 3 4 5, 5 cái set như vậy, hàng của Nhật, men rạn nha anh chị. Đó là cái men rạn này nó chưa có rạn hết, anh chị sẽ nhìn thấy những cái nét này nó hơi to, thì từ từ nó sẽ rạn hết ra, thì nó nhỏ đều hết trên đây. Hiện tại cái men này nó rạn hơi còn ít nè, này là nét rạn của men chứ không phải nó bị bở bị nứt đâu nha anh chị. Hàng tem hiệu ngay đây ha. Nó sẽ gồm cho mình là 5 cái dĩa và 5 cái tách. Bộ này là nó như vậy chứ không phải là nó thiếu cái ấm đâu. Cái sản phẩm này người ta làm để mà uống cà phê đồ này kia, uống trà, và không bao gồm cái ấm trà. Đó, nó như vậy nha. Hoa văn rất là xinh luôn, đẹp cực kỳ luôn ha. Đây tem Nhật đây, tem đây. Hàng đẹp nha anh chị. Mấy bộ này mình mua giá cực kỳ là cao á, không có rẻ đâu. Đây, size của nó là 7 nè, nhân với lại 7 nha. Cái này uống trà, uống cà phê, cà phê sữa rồi kia rất là đẹp. Mua mấy cái set muỗng nhỏ nhỏ đó lên cái là thấy nó quý tộc liền, châu Âu vô liền ha anh chị ha. Rồi bộ này giá nó cao lắm, tới triệu mấy lần anh chị, nhưng mà em sale dọn kho nha. Sale cho anh chị bộ này với giá là 800 ha, 800 cho hết hàng anh chị. Cái này là của đợt trước đó, là em mua vô giá cao cực kỳ, 800.000 cho bộ này nha. Gồm có 5 set ha anh chị nha. Mã số của nó là G28. Này là men rạn ha, men rạn hàng hiệu của Nhật, tem Nhật đầy đủ, mua tặng ok. Rồi mã số là G28, giá là 800 cho cái set này. G28, giá 800.000. Tiếp tục em có cái này của là Fusoata gì nè. Cái này là một cái khăn, cái chăn anh chị ơi, chăn khăn nha. Cái hàng của Nhật mình thấy hay gặp cái dạng này nha. Mẫu này thì hoa văn rất là xinh, đây đang bán là 690.000. Hoa văn cực kỳ là xinh ha. Size của nó tầm là 2m nhân với lại 1m4 nhân 2m2 đó, tầm dạng chăn khăn của xài cá nhân anh chị, chăn văn phòng rồi đó nha. Nhưng nó có vài cái vết ố ha. Vết ố này nếu mình nhìn không kỹ thì mình không biết đâu. Tại vì cái hoa này nó, cái tông màu của nó là tông màu kiểu mùa thu như vậy luôn, và những cái vết kế bên đó thì nó giống như vậy, cho nên đôi khi mình lại nghĩ nó là cái nụ hoa rồi đó, nhưng mà nó là cái vết ố nha anh chị. Về mình phải giặt lại giùm em ha. Và cái này thì mình chỉ mua xài thôi, mua về xử lý xài thôi, chứ còn mua tặng thì mình sẽ chọn cái khác nha. Size của nó tầm 1m4 nhân với lại là 2m đến 2m2 ha, tại nó không có ghi cái size cho nên là em báo phỏng phỏng cho mình như vậy nha. Sale cho anh chị cái này 500 luôn nha, còn có 1-2 cái chăn thôi anh chị. Mã là G29, giá là 500.000. Hoa văn này rất là đẹp, chị nào mà mình mua xài, mình mua về mình giặt sơn cái là sạch đẹp nha. Cái này là hàng chưa có qua sử dụng á, thì để lâu nó hơi ố 1-2 điểm thôi. Hàng rất là xinh nha, này tem Nhật đầy đủ. Rồi tiếp tục là em có cái set mâm này, có 2 cái mâm. Mấy mâm này mình mua mình để mấy cái bộ trà này kia là đẹp lắm. Bộ này là có 2 mâm nha, đang bán là 650. Đây, chất của nó là kiểu như gỗ, và bên ngoài người ta phủ thêm một cái lớp nhựa mica cho nó kiểu chống nước anh chị. Rồi mới ok nha, 1-2 vết trà nhỏ nhỏ là kiểu để tới để lui á. Một gồm một cái vuông và một cái là chữ Nhật như vậy. Hoa văn y chang, chất liệu y chang nha. Kích thước của cái vuông này á thì nó sẽ là 28 nha, còn cái chữ Nhật của nó là được 29 nhân với lại là 48 nha. Set hai cái này bán cho anh chị với giá là 550 nha, đang bán là 600 mấy đó. 550 cho combo này nha, và bán chung combo ha, tại nó một bộ không có tách ra. G30 giá 550. G30 giá 550 cho cái này. Tiếp tục em có cái này gì đây? Cái này là cái nồi anh chị ơi. Cái này là cái nồi đang bán là 980.000. Nồi này thì là nắp men luôn, rất là đẹp như vậy nha. Nồi này to hơn hai cái nồi kia, và nó cái họa tiết hoa văn của nó kiểu mùa thu á,
kiểu cái tông màu của nó là tông màu mùa thu á chị, màu nâu nâu ha. Đấy đây, cái này hàng mới chưa qua sử dụng ha. Rồi kèm cho mình một cái để than nè, với một hai cái muỗng. Rồi, size của cái nồi này là được 23 cm. Sale cái này cho anh chị với giá là 880.000 cho cái nồi này. Kiểu là mình thích hoa văn này hay không thôi, chứ còn là cái nào cũng xịn hết nha. Hàng Nhật G31 giá là 880.000, mã G31 giùm em, 880 cho cái nồi này. Mã G31 880.000. Rồi, tiếp theo em có cái này là gì đây? Cái set này là cái set chăn. Cái này họa tiết cũng xinh nữa. Hoa đây, chăn hoa nha. Cái này là có size sẵn đây, size của nó là 1m4 x 2m4 đó anh chị. Thường thường mấy cái size của mấy cái chăn này nó kiểu như vậy đó. Rồi hàng được sản xuất tại Nhật ha. Cái này đang bán 750 nè. Cái chăn này nó đẹp lắm, chăn khăn đó, nó không có dày quá, mình làm chăn hè được, làm chăn văn phòng hay là trên ô tô thì cũng được luôn. Cái hoa văn nó như vậy. Sale cho anh chị cái này với giá là 620.000. Mã số là G32. G32 giá là 620 cho cái set này. Mã G32 giá là 620.000. Rồi tiếp tục, em có cái bộ này. Bộ này cái gì mà cái hộp nó hơi xấu xấu liệu yếu chút nè. Cái này là mâm. Cái này cái gì hoành tráng dữ vậy. Này, chị đợi em tí nha. Một cái mâm Mika nè, chuyện Nhật trên đây nha. Ồ, cái này là chắc là để mình gắn vô, mình để cái bình thủy đâu đó anh chị ơi. Nó hai lớp nè. Đây ha, rồi em hiểu rồi, nó sẽ là như vậy. Nè, một cái mâm Mika bên dưới nè. Có ba cái cây hả? Ba cái cây thì nó có mấy cái cây? Nó có ba cái chỗ để mà mình gắn ba cái cây đó vô. Rồi mình để mâm này bên dưới bàn ha, gắn ba cái cây vô thì nó sẽ có như vậy, nó thành cái mâm. Và một cái mâm này là mâm riêng nha, nó tức là set của nó là tới nó có hai món như vậy, một cái khung như vậy kiểu cái tủ á, với là một cái mâm riêng như vậy để mình bưng trà ra mình đãi khách ha. Bằng Mika nha anh chị ơi, cái size của cái mâm to nhất của nó sẽ được đó là 46 nè, nhân với lại là khoảng 33. Còn cái mâm nhỏ này á thì là được 28 nè, nhân với lại là 20. Rồi còn cái chiều cao của cái tủ này thì nó được là cái bàn á là 18 nha anh chị. Đó, một set của nó là bao nhiêu đồ đó anh chị, cái bằng Mika ha. Bán cho anh chị cái set này với giá là 580.000, mã số là G33. Bộ này về mình gắn vô là xài thôi. G33 ha, 508. Cái hộp thì hơi xấu nhưng mà sản phẩm bằng Mika đẹp lắm. Rồi, em kết thúc video này ở đây nha anh chị ơi. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái sản phẩm trong video này. Và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.